Chị chơi được. Đâu, thằng nào vừa đánh mày? Chị đoán đi. Mày nhờn với tao này. Thằng nào vừa đánh em tao? Chúng mày điếc à? Không, bọn em bị câm. Ai cho mày đánh nó? Một khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai. Tao hỏi mày chứ có hỏi bố mày đâu. Em oánh nó vì nó nhìn đều em. Em tao trước giờ toàn nhìn nhau thêm tích. Nó đánh vào đâu mày? Bao nhiêu cái? Này thì một. Sao cất mắt ở nhà? Không tao oánh mày tiếp đấy. Sao anh nói chuyện mồm mày cứ chè chè ra thế? Anh tưởng thấy là ngầu à? Má mà. Giờ thích bị đánh chỗ nào? Chỗ này nhiều máu này.